đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn bên Hồ Gươm. Ông Tạ Hồng Quân, một công dân thủ đô, vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề án đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm đặt tại khu vực phố đi bộ. Theo đề án, tượng rùa Hồ Gươm sẽ được thực hiện bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5m, cao 3,5m, nặng khoảng từ 6 đến 10 tấn đồng. Tác giả đề xuất hai phương án đặt rùa tại ngã tư Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng hoặc tại vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn. Kinh phí đúc tượng được huy động xã hội hóa. Theo ông Tạ Hồng Quân, năm 2011, ông từng gửi đề án đúc tượng rùa vàng đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, song chưa được cơ quan thành phố trả lời. Cuối năm 2016, ông lần nữa gửi kiến nghị này đến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ông Quân cho biết, ý tưởng đúc tượng rùa bắt nguồn từ truyền thuyết lịch sử như rùa giúp vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Lê Lợi sau khi đánh đuổi giặc Minh đã hoàn trả gươm thần cho thần Kim Quy. Thực tế Hồ Gươm từng có con rùa mai mềm quý hiếm sống nhiều năm, được nhiều người dân Hà Nội và cả nước yêu mến. Ông Quân nói, hiện tại Việt Nam thiếu một biểu tượng nhận dạng mang đậm bản sắc dân tộc, trong khi nhiều nước có như là Pháp có tháp Eiffel, Mỹ có tượng nữ thần tự do. Nếu đề án được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt thì nhóm thực hiện sẽ tổ chức cuộc thi tạo biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, ý tưởng đúc tượng rùa vàng của ông Quân có cách đây khoảng 10 năm và ông ủng hộ. Tuy nhiên hiện nay không gian Hồ Gươm được quy hoạch nên việc đặt các hình tượng mới vào khu vực này cần thận trọng. Đề án cần lấy ý kiến của người dân và chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quy hoạch. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói, một công trình tâm linh đặt vào khu vực Hồ Gươm cần hết sức thận trọng vì đã làm thì không sửa được. Các nhà quản lý cần lắng nghe ý kiến chuyên gia và dư luận để có quyết định đúng.